Bimiu hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Anh phải hết sức bình tĩnh nha. Rồi. Vì em sợ mỗi khi anh gặp người đẹp là anh lại run rẩy. Ô, cái này bệnh từ lâu rồi không chữa được. Dạ. Và hôm nay em báo cho anh biết, ban cố vấn của chúng ta không chỉ là hai người đẹp, mà là ba người đẹp. Anh chịu nổi không? Không, không chịu được thì cũng cố mà chịu nha. Thôi. Bởi vì là quan điểm của tôi là cứ vươn lên phía trước mà sống. Wow. Trời. Ủa chị Miu, sao? Chị Miu, sao mà nép cột? Chị? Sao nép cột rồi? Không, chị đang mặc áo dài á. Đúng nghĩa luôn, choáng váng là có thật. Tại sao lại mời được một dàn các nghệ sĩ, những người đẹp như thế này? Và có một điểm đặc biệt là càng bên cạnh các nữ nghệ sĩ, nữ người đẹp, nữ MC thì tôi lại cảm thấy tôi vô cùng đẹp trai. Đương nhiên ở đây tôi là nhất rồi. À, cái ban cố vấn của tôi làm gì mà cái clip giới thiệu cái người đàn ông ngồi bên kia thì ai cũng cười lên là trời ơi, chị hiểu không chị Tường? Người quen. À quen hả? Biết quen kiểu nào không? Quen sao? Câu chuyện cách đây 12 năm về trước. 12 năm về trước. Chàng trai ấy đã từng là của em. Quen, biết của em trong chuyện gì không? Chuyện gì? Giải vàng siêu mẫu chung với em 2008. Dạ. À. Xuân Thu. Dạ. À, Xuân Thu. 12 năm sau thì em cũng hơi hổng nhận ra ảnh lắm. Không, tại yêu Yến này, Yến không chịu từ không chị, em có lời nguyền ngộ không chị? Ai mê em thì ế suốt đời. Em nên thể hiện bằng cách là em đánh boxing. Thể hiện bản chất. Dạ. Hậu ơi, Xuân Thu ơi, em bản chất à? Thích đấm bốc. Em hơi sợ. Đấy chưa. Xin chào đón quý vị và tất cả các bạn đến với chương trình Chân Ái. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Quý vị đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào quý vị nha. Tình yêu chưa bao giờ là đơn giản. Để có được tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình, đó cũng là một câu trả lời cực khó. Chính vì vậy, chúng tôi có mặt ở đây để tạo cơ hội kết nối những trái tim đang khao khát yêu thương, đang muốn tìm một nửa của mình. Tất cả sự gắn kết này đều xuất phát từ nhịp đập con tim, từ sự chân tình và để có được chân ái. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay cùng đồng hành với Cát Tường cũng như là anh Xuân Bắc còn có một ban cố vấn thật tuyệt vời. Anh phải hết sức bình tĩnh nha. Rồi. Vì em sợ mỗi khi anh gặp người đẹp là anh lại run rẩy. Ô, cái này bệnh từ lâu rồi không chữa được. Dạ. Và hôm nay em báo cho anh biết, ban cố vấn của chúng ta không chỉ là hai người đẹp, mà là ba người đẹp. Anh chịu nổi không? Không, không chịu được thì cũng cố mà chịu nha. Thôi. Bởi vì là quan điểm của tôi là cứ vươn lên phía trước mà sống. Và bây giờ, không để quý vị chờ đợi và hồi hộp nữa, xin trân trọng giới thiệu với quý vị người dẫn chương trình Trác Thúy Miêu, siêu mẫu Hoàng Yến và ca sĩ Giang Hồng Ngọc. Wow. Trời. Ủa chị Miêu, sao? Chị Miêu, sao mà nép cột? Chị? Sao nép cột rồi? Không, chị đang mặc áo dài á. Đúng nghĩa luôn, choáng váng là có thật. Tại sao lại mời được một dàn các nghệ sĩ, những người đẹp như thế này? Và có một điểm đặc biệt là càng bên cạnh các nữ nghệ sĩ, nữ người đẹp, nữ MC thì tôi lại cảm thấy tôi vô cùng đẹp trai. Đương nhiên ở đây tôi là nhất rồi. Có một mình anh thì anh phải là nhất thôi. Tôi nhất rồi. Một lát các bạn trai tham gia chương trình mà xuất hiện là anh cất vô tủ. Không, không. Cất là chắc đó. Dạ. Cất vô tủ. Yến ơi. Dạ. Sao? Đùa. Anh ơi, em không, anh hiểu là sao em nói vậy không? Tại vì anh đứng trong chương trình này là anh hàng ngày, hàng kỳ. Nhưng mà người ta xuất hiện có một hai lần, em phải cho người ta tỏa sáng chứ. Không thì anh vẫn để các bạn tỏa sáng, nhưng mà ý anh muốn nói là anh nên khiêm tốn một tí, em biết anh đẹp trai rồi. Mà mình nên khiêm tốn một tí đúng không? Ở đây chị Trách Thứ Miêu tâm sự với tôi và chị nói rằng rất thích chương trình này. Bởi lẽ là chị cũng là người khao khát yêu thương. Chị là người có tình yêu cực kỳ mãnh liệt. Và với những chàng trai mà không đủ sự mãnh liệt để đáp ứng với chị về cảm xúc thì chắc chắn người đó không bên cạnh chị lâu được. Vậy thì thưa quý vị và tất cả các bạn, hãy trân trọng cảm xúc. Và những người tham gia chương trình đang mong muốn chúng ta ghép đôi để họ có được hạnh phúc thực sự. Để cho nhỏ em của tôi nè, nó phát biểu một câu nè, Giang Hồng Ngọc. Dạ, em cảm thấy vui. Nói ban cố vấn thì nghe nó nặng nề, nhưng mà hôm nay chị Miêu, chị Yến và em đến đây cũng như là mục đích là để đón những cái cảm xúc thật là đặc biệt từ những các bạn mang đến và có những cái sự chia sẻ, cái kinh nghiệm mình có để các bạn có thể tìm được một người thực sự xứng đôi với mình. Vâng, và đó là vai trò và trách nhiệm của ban cố vấn trong chương trình Chân Ái. Họ sẽ có một cái nhìn khách quan và đưa ra những lời nhận xét cực kỳ chuẩn xác và tinh tế dành cho những người chơi để cho họ có thể tham khảo trước khi đưa ra quyết định của mình. Một lần nữa, xin mời ban cố vấn về vị trí.
Kính thưa quý vị, và đến với chương trình Chân Ái thì không thể nào không có những người thân của những người tham gia chương trình. Họ là ai? Họ có thể là bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em, cha mẹ, thậm chí là ông bà hoặc là con cái. Họ đến để xem người thân của mình tìm kiếm một nửa yêu thương như thế nào. Họ đến để chứng kiến những giây phút thiêng liêng nếu có xảy ra trên sân khấu của Chân Ái. Xin giới thiệu cho quý vị Quang Viên Hai Họ. Và bây giờ chính là lúc chúng ta cùng gặp gỡ với những người tham gia, những người đang khao khát yêu thương, muốn tìm được một nửa của mình trong chương trình Chân Ái. Xin chào đón quý vị và tất cả các bạn đến với phần thứ nhất của chương trình Chân Ái, đó chính là Hy Vọng. Tất cả những người tham gia trong chương trình hôm nay đã, đang và chắc chắn rồi, họ vẫn sẽ còn hy vọng. Họ hy vọng tìm được một nửa của mình. Họ hy vọng tìm được chân ái và họ đã đến đây. Họ là ai? Xin mời quý vị. Tôi là Trung Hậu, năm nay 33 tuổi. Hiện tôi vừa mới chuyển sang một công việc hành chánh sau 10 năm làm điều dưỡng tại bệnh viện. Tôi đang sống cùng mẹ tại một chung cư ở Sài Gòn. Trước đây có một khoảng thời gian tôi không còn là chính mình. Tôi sống buông thả, bỏ mặc tất cả mọi thứ vì khoảng thời gian này gia đình tôi không được hạnh phúc. Và rồi khoảng thời gian đó cũng trôi qua, sau khi ba và em gái tôi sang Mỹ định cư thì mọi thứ lại trở về như cũ. Với tôi, tình yêu thì không phân biệt hoàn cảnh, độ tuổi, chỉ cần hai bên có cảm xúc và chân thành với nhau là được. Và để đạt được ước mơ của mình, tôi quyết định tham gia chương trình Chân Ái. Hy vọng nửa kia của tôi có thể cho tôi một cơ hội, và xa hơn nữa là cùng nhau vun đắp một gia đình hạnh phúc. Trung Hậu, hồi nãy bạn trong cái clip thì Tường nghe rằng là mình đã có từng một cái giai đoạn là gia đình mình có biến cố nên mình đã sống buông thả, đúng không ạ? Thì buông đó là anh buông cái gì và anh thả là anh thả cái gì ạ? Giống như là trong khoảng thời gian đó em sống thì em mất phương hướng hoàn toàn luôn. Mình sống không có mục đích, không nghĩ nhiều tới gia đình. Mình chỉ biết lao theo những cuộc vui, nhậu là nhiều. À, đó mình và phải... cũng không quan tâm tới sức khỏe, không quan tâm tới gia đình luôn, hoàn toàn buông bỏ hết tất cả. Thế bây giờ sức khỏe của bạn đã ổn định lại chưa ạ? Dạ, nói chung tất cả thì đã trở lại bình thường đối với em rồi. Trung Hậu yên tâm là ngày hôm nay bạn cũng sẽ vẫn được buông thả. Bạn được buông bỏ và thả thính. Đó. Vâng, cảm ơn. Vậy là Trung Hậu nhá. Xin chào, tôi là Xuân Thu. Năm nay tôi 37 tuổi, quê quán ở Thái Bình, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Đến thời điểm nào đó, bất kỳ người đàn ông nào cũng cần một khoảng lặng, lựa chọn hướng đi riêng cho sự nghiệp của mình. Tôi quyết định theo đuổi con đường kinh doanh. Tôi nhận ra đến lúc cần một nửa yêu thương. Đối với tôi, chỉ cần hai tâm hồn đồng điệu và thấu hiểu. Đến với chương trình Chân Ái, tôi hy vọng sẽ tìm được một nửa phù hợp và cùng nhau chia sẻ những lúc buồn vui. Này cô gái, em cứ ngồi đấy, anh đang tìm đường đến cạnh em đây. À, các bạn cố vấn của tôi làm gì mà cái clip giới thiệu cái người đàn ông ngồi bên kia thì ai cũng cười lên là trời ơi, chị hiểu không chị Tường? Người quen. À quen hả? Biết quen kiểu nào không? Quen sao? Câu chuyện cách đây 12 năm về trước. 12 năm về trước. Chàng trai ấy đã từng là của em. À. Quen, biết của em trong chuyện gì không? Chuyện gì? Dễ dàng xin mẫu chung với em 2008. Dạ. À. Xuân Thu. Dạ. À, Xuân Thu. 12 năm sau thì em cũng hơi không nhận ra ảnh lắm. Để tôi có chung gì hết. Tôi đánh gần tôi xem coi cái body ảnh giờ còn siêu mẫu không nha. Không biết ai chăm ảnh tốt quá trời ghê không? Thế. Đó về chó kìa. Được. Được vâng. Kìa. Năm 2008. Dạ, 12 năm siêu về mẫu. Trước chung bụng với em đăng quang đó. Tại làm cái gì mà suốt 12 năm qua bây giờ vẫn còn ngồi ở đây? Tôi không tin rằng bạn không có những bóng hồng xung quanh. Không, tại yêu Yến rồi, Yến không chịu ngay từ. Không, chị em có lời nguyền ngộ không chị? Ai mê em tự nhiên ế suốt đời. À, tôi xin lỗi nha. Cái chợ này họp là hơi phức tạp. Đúng. Cho nên mọi người lưu ý rằng hôm nay và bây giờ hỏi là hỏi những điều người tham gia mong muốn, hỏi những thông tin để người tham gia bộc lộ rõ hơn. Ở đây vô tình chúng ta lại có hai người biết nhau mà lại hỏi là mê không, mê gì, mê gì. Vô hình chung có một người khác ở đây, nếu có thích thì cũng khó có thể trải lòng.
hãy bám vào đây là chúng tôi đang bày tỏ cho người chơi là nữ một cái cơ hội để hiểu rằng là một cái người đàn ông sáng giá mà chương trình mang lại cho bạn chắc chắn là có một cái hành trình tình sử nào đó. Liệu mình có đối mặt được hay không? Chị nói như vậy làm sao mà sáng giá được? Một cái người đàn ông bị người ta từ chối từ 2008 đến giờ vẫn ế mà chị gọi là sáng giá. Không, nói vậy chứ cá thu luôn. Là bắn cá bắn đồ lên đây. Trong giới nghe em kêu là cá thu. Chúng ta có nên cất cái ban bình luận này vào không? Không. Thực ra là các thành viên ban bình luận đang làm rất tốt công việc của mình. Nhưng chúng ta là ban cố vấn. Ban cố vấn thì chưa làm tốt công việc của mình. Bây giờ phải yêu cầu họ về đúng vị trí. Em nói một câu thôi. Đúng thực thể luôn. Ở đây Xuân Thu là một trong những người đàn ông em nghĩ là sáng giá, có rất nhiều người xung quanh thích. Tại vì sao? Ngoại hình và là một kinh doanh nữa cho nên tôi thì nghĩ đó là một cái bởi ý không có ai muốn bước vào một siêu mẫu dạy vàng cả. Trong khi kế bên đó là Trung Hậu, người đàn ông đã từng làm cái công tác chăm sóc cho người khác. Đó là một người đàn ông sẽ đầy đủ cơ hội để đồng cảm và nắm tay bất kỳ cô gái nào ở trong trường quay này đi tiếp quãng đường còn lại. Chưa chắc con cá thu nó ăn đứt canh hậu kế bên đâu nha. Hồi sau còn chưa rõ mà chị. Thực ra là với Xuân Thu là mình chưa khai thác được gì đâu. Mấy cổ nói không à, ảnh đâu có nói câu nào đâu. Mấy tôi chọn từ từ chứ chị, đâu phải vì ngoại hình, vì quen biết là em chọn đâu. Để chúng tôi giới thiệu những cô gái xinh đẹp bên đây. Xin chào, mình là Thủy Tiên, năm nay mình 30 tuổi. Mình sống ở Đồng Nai, ngoài công việc hiện tại là viết kịch bản thì mình còn kinh doanh đồ handmade vẽ thủ công. Sở thích của mình là viết thư pháp và tập đàn lúc rảnh rỗi. Quãng đời sinh viên, mình từng có một mối tình đầu với người con trai là sĩ quan. Khoảng 3 năm sau, mình cũng tìm hiểu một người, nhưng vì khoảng cách và sự không rõ ràng trong mối quan hệ nên mình cảm thấy mệt mỏi và từ bỏ. Từ đó tới nay, mình không còn quen ai nữa và cũng cảm thấy rất khó để mở lòng ra bởi sợ những tổn thương và vấp ngã. Mọi người thường nói mình dễ gần nhưng lại rất đa sầu đa cảm, dễ bị chi phối bởi suy nghĩ của người khác nên rất cần một người mạnh mẽ và lạc quan bên cạnh. Muốn có những thứ chưa từng có, hãy làm những việc chưa từng làm. Và đó cũng là lý do mình muốn một lần thử đi tìm chân ái. Thủy Tiên, dạ. Hồi nãy xem cái đoạn video clip của em, thật sự chị rất là ấn tượng. Và chị nghĩ rằng bất cứ một chàng trai nào cũng có thể tan chảy khi mà xem những clip đó. Đặc biệt là những cái đoạn mà cái tay em vuốt cái cọ và ra cái chữ thư pháp thật là tuyệt vời. Và chỉ có những người phụ nữ hết sức là đầm thắm, nhẫn nại. Và chị nghĩ rằng là có một cái sự gì đó bình an trong tâm hồn thì mới làm được cái điều đó. Nhưng mà khi em ngồi đây thì chị nghĩ rằng em vẫn còn rất là nhiều điều khao khát, đặc biệt là trong tình yêu. Thế ngày hôm nay đến với chương trình thì em khao khát một cái tình yêu như thế nào? Dạ, lời nói đầu tiên thì em xin phép gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Xuân Bắc, ban cố vấn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì cái điều mà em khao khát nhất khi mà tới chương trình này thì có lẽ cũng như mọi người cũng đã biết, đó là em muốn tìm một nửa của mình. Tuy nhiên là định kiến và tất cả mọi thứ nó đã ghìm em rất là nhiều để có thể quyết định ngồi ở đây. Em nghĩ rằng chỉ cần là ba điều thôi. Cái thứ nhất đó là người đó đừng vô tâm, đừng nói dối và cuối cùng là đừng từ bỏ. Đừng vô tâm, đừng nói dối và đừng từ bỏ. Rồi cho phép tôi khai thác thêm Thủy Tiên phỏng em. Dạ. Mình thì mình không nghĩ là bạn ấy là nội tâm là một cái sự bình lặng đâu. Khi mà người ta tìm đến thư pháp, trà thì người ta đang tìm đến sự bình lặng, đúng không? Vết thương của chàng sĩ quan để lại hình như chưa lành, phải không em? Dạ thưa chị, là vết thương đó đã lành rồi nhưng mà nó cũng có mất một khoảng thời gian khá dài đối với em. Chúng ta sẽ đi xa hơn, chỉ để hiểu rằng là em đang tìm kiếm sự thăng bằng. Và đây là một thông tin rất là thú vị dành cho cảm ơn hai chị. Bạn nam của mình. Cảm ơn em. Tôi là Hoàng Anh, năm nay đã ngoài 30 tuổi rồi. Tôi là một diễn viên tự do, ngoài ra còn đang tìm kiếm và học hỏi thêm những ngành nghề khác. Sở thích của tôi không có gì đặc biệt, rảnh rỗi thường nghe nhạc, xem phim, gặp gỡ bạn bè và chơi boxing để tăng cường sức khỏe. Hy vọng tôi sẽ không phải tập một mình sau khi tham gia chân ái. Đây là cô gái em đang chờ nè. Đó. Người quen của tôi, bạn Hoàng Oanh, là diễn viên tự do trong nhóm nhạc kịch Buffalo của Cát Tường. Hôm nay đến với chương trình, chị gặp em, thật sự chị rất bất ngờ. Chị không hiểu rằng em muốn một người đàn ông như thế nào. Nếu mà nói mà style người đàn ông của em thì lạ mà cũng lạ, mà không lạ cũng lạ. Có nghĩa là em không có một cái chuẩn, đúng không? Dạ đúng rồi, em không có chuẩn một người đàn ông, miễn là cái người đó thấu hiểu và có thể là chân thành chia sẻ với em là được. Có rất nhiều cái mà bạn có thể khoe, bạn có thể chỉ cho đối phương của mình.
Vậy tại sao bạn lại quyết định là dùng cái việc đấm bốc để bạn giới thiệu về mình? Mấy anh chị chương trình có hỏi em là em có một cái sở thích hoặc là thể hiện được cái bản chất của em. Đúng, thì em nghĩ là em nên thể hiện bằng cách là em đánh boxing. Thể hiện bản chất. Dạ. Hậu ơi, Xuân Thu ơi, em bản chất thích đấm bốc. Em hơi sợ. Đấy chưa? Thật ra đó, anh Xuân Bắc biết không, bình thường cũng không có thùy mị nhẹ nhàng như vậy. Ủa, đó là năng động, thể thao, hip hop. Nhưng mà ngày hôm nay với một hình tượng như thế này, chắc thật sự trong sâu thẳm em ấy muốn lóng chày. Em nói thực đi, em đến đây mong muốn tối cao là gì? Tại vì lâu rồi em cũng không có trong một mối quan hệ nào hết. Nên là hôm nay em tham gia chương trình thì em cũng muốn là tìm một người có thể hiểu, có thể chia sẻ. Và nếu như mà được hơn nữa thì tiến sâu hơn thì có thể là kết hôn. Một ý định cực kỳ nghiêm túc. Với sự giới thiệu của Cát Tường thì bạn là một người rất năng động, mạnh mẽ, tự chủ. Dạ. Vậy thì nếu như hôm nay gặp một người mặc dù là đàn ông nhưng mà chưa đủ sự tự tin và mạnh mẽ để cầm tay em, mà em cũng cảm mến người ta, thì em có sẵn sàng chủ động tiến đến hay không? Nếu mà so về em lúc trước á, thì có thể là em là người bị động. Nhưng mà bây giờ thì chắc tuổi mà thường ai cũng nói là em già rồi á, cho nên là em chắc bây giờ em chủ động. Chủ động hoàn toàn. Bốn người tham gia trong chương trình, họ đều là những người đã xác định rất rõ ràng và đang ở tuổi cần phải lập gia đình. Họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên chúng ta thấy nổi bật lên một điểm chung, đó chính là muốn có vợ hoặc muốn có chồng. Bây giờ thì Cát Tường lại cần nghe thêm một vài cái ý kiến nhận xét một cách khách quan. Thế bây giờ là Tường muốn hỏi là Trung Hậu hôm nay bạn đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. Mẹ của em. Dạ chào cô. Dạ cô cho Tường hỏi rằng là hôm nay với chương trình cùng với con trai của mình thì cô mong muốn điều gì ạ? Mình cũng mong muốn là Hậu năm nay nó cũng lớn rồi, nên cũng muốn cho nó tìm được một quà nữa của nó. Miễn nó thích là mình thích thôi. Cô có mong muốn gì về cái người con dâu tương lai của mình không? Mình thì thích người dâu là hiền, ngoan là được rồi. Hiền, ngoan. Cô nhìn thấy hai cô gái của chương trình ngày hôm nay ạ. Cô có một cái nhận xét khách quan như thế nào về hai cô gái này? Hai cô thì cô nào cũng xinh hết á. Nếu như là cô, ở cái nhìn đầu tiên này, cô có thiện cảm với cô nào chưa? Có hay chưa? Cô chỉ cần nói có hay chưa thôi ạ. Hậu ơi, Hậu hiểu được cái nụ cười của mẹ không vậy Hậu? Em hiểu được chút chút. Có điều ý cô nói là hôm nay cô rất vui và mọi thứ đang chờ đợi trước mắt, đúng không ạ? Vâng, đấy, cô gật đầu rồi, chuẩn rồi nhá. Vâng, cảm ơn cô ạ. Một chút xíu nữa khi mà đầy đủ thông tin hơn con lại xin ý kiến của cô nha. Em xin qua họ nhà gái ạ. Oanh, hôm nay là em đi đến tham gia chương trình Chân Ái với ai? Em tới với chị em bạn dì thân thiết. Em hiểu như thế nào về người bạn của mình? Oanh có bao giờ chia sẻ gì với em về cái người đàn ông trong tương lai của bạn ấy là như thế nào không? Dạ, lời nói đầu tiên thì cho em chào ban cố vấn, chào hai anh chị MC và xin chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Chị thật ra đối với em, chị thân thì chị Oanh cũng không có chia sẻ về người đàn ông của chị Oanh. Nhưng mà em cảm nhận như thế này nè. Thật ra mọi người thấy chị Oanh bề ngoài thì có vẻ là mạnh mẽ, nhưng bao giờ cũng vậy hết, mạnh mẽ bề ngoài thôi, nhưng bên trong có lẽ là một người phụ nữ rất là yếu đuối. Em mong là ngày hôm nay chị sẽ tìm được một nửa hiểu chị nhiều hơn và lột tả được cái yếu đuối bên trong con người của chị. Có nghĩa là chúng tôi đều không có cái mẫu người lý tưởng, mà chúng tôi chỉ sẽ yêu bằng cái cảm xúc, xẹt là tôi yêu thôi. Nhưng mà nhớ nha em nha, yêu thì là cảm xúc, nhưng tiến đến hôn nhân phải cộng thêm chút lý trí nữa. Đó là kinh nghiệm của chị nha. Nếu như các bạn cứ bộc lộ ra ngoài là mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ quá mức cần thiết, thì làm sao cánh đàn ông chúng tôi dám để đến gần hơn? Chúng tôi sẽ không đủ kiên nhẫn, bởi vì chúng tôi không biết rằng chúng tôi cần phải làm gì. Cho nên đây là tâm sự của một gã trai đang trưởng thành dần dần. Không, cái này không, cái này em có ý kiến ngược lại với anh Xuân Bắc nè. Tại vì sao khi một người được phụ nữ mà mạnh mẽ, rất mạnh mẽ, em đồng ý họ sẽ yếu đuối, nhưng họ chỉ cần một người đàn ông mà thôi. Và khi mà họ khóc mà người đàn ông của họ dỗ về thì chắc chắn là người phụ nữ sẽ tan chảy liền, chứ không có chuyện như anh đâu. Với lại mạn phép này, em thưa cái phụ này, nữ là mạnh mẽ này, người ta mạnh mẽ ở bên ngoài mà đã vội co giò chạy, có đáng gọi là đàn ông không? Thế thì không rồi, thế tôi không phải.
À, còn một nhân vật nữa của chúng ta ngày hôm nay, Thủy Tiên. Hôm nay dạ. Em đi với ai? Dạ, em đi với lại người bạn rất là thân của em. À, em xin chào hai anh chị MC, ban cố vấn và các khán giả đến xem chương trình. Thì em là bạn thân của Tiên cũng được gần 8 năm rồi. Nói về hiểu cô gái này thì thật sự là Tiên là một cô gái sống rất là nội tâm. Nên là khi mà Tiên đồng ý tham gia chương trình này, em rất là kỳ vọng là Tiên có thể tìm được một nửa của mình để có thể san sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống của Tiên. Vì từ trước đến giờ Tiên đã làm mọi thứ một mình lâu mà. Với một cái nhìn sơ bộ thôi thì em nghĩ rằng hai người đàn ông bên đó có ai phù hợp với Thủy Tiên của em không? Dạ có. Tốt rồi. Xin cảm ơn những ý kiến của những người thân. Và bây giờ trước khi đến với phần tiếp theo, tôi xin hỏi những người tham gia chương trình. Trung Hậu. Dạ. Em đã cảm nhận được ai chưa? Em thì hiện tại em đang có cảm giác với một bạn. Có cảm giác với một bạn. Tốt rồi ạ. Còn em? Em thì muốn là đi tìm hiểu thêm một chút nữa. Để tìm hiểu thêm một chút. Những người càng chút. Lớn tuổi là cảm xúc đến rất chậm anh. Từ anh. Rồi, ok. Em? Dạ, hiện tại thì thú thật là em vẫn chưa có một cái bắt nhịp nhất định. Cảm ơn em. Dạ. Còn em, Oanh? Hiện tại thì vẫn chưa. Vẫn chưa. Tại vì như anh hồi nãy anh có chia sẻ là anh chỉ cần không cần hình mẫu gì hết, chỉ cần cảm xúc thôi. Thì qua những cái lời nói này em nghĩ chưa đủ chưa để mà đủ, phá cái lớp băng ở đâu. Bây giờ mình thêm, nữa. Và ở đây, nếu như họ chưa cảm nhận được ai đó cũng là điều dễ hiểu. Mới chỉ là những giới thiệu sơ bộ. Và bây giờ là lúc chúng ta cùng đến với phần 2 của chương trình, đó chính là chạm mặt. Bimiu hân hạnh đồng hành cùng chương trình.